Ông Mạng Thù Tất lời bạch rằng: Dạ mong Thế Tôn, nói chúng con xin nghe Phật bảo. Ông Mạng Thù Tất lại ở phương Đông, cách đây hơn 10 căn già xa cõi Phật. Có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, Đức Giáo Chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Viên Mãn Thiện Đời. Thế gian dạy vô thượng xây điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật bả già phạm này Mạng Thù Thất lợi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn tu hành đạo Bồ Tát. Có phát 12 nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình cầu chỉ được nay. Nguyện thứ nhất, ta nguyện đời sau khi chứng đẳng đạo chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trường vô, cùng 80 món tùy hình trang nghiêm như thân của ta. Vậy nguyện thứ hai, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bẩn ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vòi. Và an trú giữa tầng lưới do tầng tia sáng tỏ hơn vầng nhật nguyệt, chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang vàng. Tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Nguyện thứ tư, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề. Hoặc có những người tu hành theo hạnh thinh văn đọc giác, thì ta cũng lấy pháp đại thừa mà giải bảo cho họ. Nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh thánh
tình. Thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tổ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội vi phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường ác. Nguyện thứ sao ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình này nào thân hình hèn hạ các căn không đủ xấu xa cờ cạo tai điếc mắt đuôi nói năng ngọng lều tay chân bật nguyền lát hồi điên cuồng chịu tất cả những bệnh khổ ấy. Mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoàn chánh tâm tánh khôn ngoan các căn đầy đủ không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị nhân chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa không ai để nương nhờ không gặp thầy không gặp thuốc không bà con không nhà cửa chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ mà hãy danh hiệu ta đã nghe lọt vào tay một lần thì tất cả bản hoạn cổ não đều tiêu trừ thân tâm an lạc và quyến xâm vầy của cải sung túc cho đến chứng được đạo quả vô tưởng Bồ Đề. Nguyện thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gây làm cho buồn rầu bực tức sanh tâm nhàm chán muốn bỏ thân ấy mà hãy nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai coi đủ hình tướng trưởng phù cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chính ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho những chúng hữu tình này ra khỏi vòng lưới ma nghiệp được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng ác kiến ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần kiến ngõ tu tập theo các ảnh Bồ Tát đặng mau chứng đạo chánh đặng Bồ Đề. Nguyện thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội quái bị xiềng xích
đánh đạp hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bức rứt. Hãy nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức quay thần phương đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi u khổ ấy. Nguyện thứ 11, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đối khác hoành hành đến nỗi vì tiền miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hãy nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon là ban bố cho thân ngọ được no đủ, và sao ta mới đem pháp vị nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an là hoàn toàn. Nguyện thứ 12, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình này nào nghèo đến nỗi không có ưng áo che thân, bị mỏi mồng căng đốt nóng lạnh dài dầu ngày đêm khổ bước, hãy nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn, nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràn qua phân xa ba các mùi thơm, và trong nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm muôn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả. Này mạng thù thất lợi, đó là 12 lời nguyện nhiễm màu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đẳng gia khoát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát. Lại nữa mạng thù thất lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát khoác những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm mở cõi ngày. Dẫu ta nói mạng một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào được, nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh không có đàn bà, cũng không có đường dữ, và cái đến tiếng khổ cũng không ở cõi ấy. Đất toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng, dân làm ranh giới còn thành quách cung điện mái hiên cửa sổ, cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra.
chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy cõi Phật ấy có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biên Chiếu và Nguyệt Quang Biên Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sắp bổ sư làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp của Phật giữa xứ Lưu Ly Quang Như Lai Mạng Thù Thất Lời. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của Ngài Lục Mấy Đức Thế Tôn lại bảo ông Mạng Thù Thất Lời. Động tư rằng có những chúng sanh không biết điều lành, dư cứ ôm lòng bỏng sen tham lam, không biết bố thí mà cũng không biết quả báo của sự bố thí là gì. Ngu si vô tri thiếu hẳn đức tin, lại em chưa chất của cải cho nhiều đêm ngày bo bo dình giữ, thấy ai đến xin lòng đã không muốn. Nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc, dường như là cắt thật cho người vậy lại có vô lượng. Chúng hữu tình tham lần chỉ lo tích trữ của cái cho nhiều, mà tự mình không dám ăn tiêu, còn nói chi đến sự đem của ấy thi cho cha mẹ. Vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin, những kẻ tham lận ấy khi chết bị đỏ vào đường ngã quỷ ấy bàn xanh mặt dầu. Ở trong ác thú những nhà đời trước sống trong cõi nhân gian, đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nay lại còn nhớ niềm đến danh hiệu Ngài thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người kia, làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngã quỳ. Súc sanh biết sợ sự đau khổ nên không mưa đắm dục lạc, mà còn muốn tự mình làm việc bố thí khen ngợi người khác làm việc bố thí. Không tham tiếc món gì và lần lần có thể đem cả đầu mắt tay chân ngay máu thịt của phần thân mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được. Huống chi của cái là những vật thừa lại nữa, Mạng Thù Thất Lợi trong chúng hữu tình, nếu có những người nào tỏ các
giới của Phật để tu học, mà lại phá giới hoặc có kẻ không phá giới, mà lại phá phép tắc hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại quỷ hoại chánh kiến. Hoặc có kẻ tuy không quỷ hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói. Hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói tăng thượng mạng, do thói tăng thượng mạng ấy che lấp tâm tánh cô chấp cho mình là phải, người khác là quấy, chê bai chánh pháp kết đàn với ma. Những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo tà kiến, mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chúng ngũ tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm. Những chúng hố tình ấy bị trôi lăn trong các đường địa ngục ngạ quỷ bàn xanh, không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hành dữ tu theo các pháp lành, coi bị đọa vào vòng ác thú nữa. Giả sư có người không thể bỏ những hành dữ và không tu theo những pháp lành, mà phải bị đọa vào vòng ác thú thì cũng nhờ quay lực bốn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu ngài, liền từ nơi ác thú mạng chung trở sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, kéo điều hòa tâm bi, bỏ tục xuất gia thọ trì và tu học theo giáo pháp của Như Lai, đã không quỷ phạm lại thêm chánh kiến đa văn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, lìa được thói tăng thượng mạng, không chê bai chánh pháp, không bè bạn với ma. Dần dần tu hành theo hành Bồ Tát, chống được viên mạng lại nữa mạng thù thất lời. Nếu chúng hữu tình có tình tham lam tật đố, hay khen mình chê người thì sẽ bị đỏ trong ba đường địa ngục ngã quỷ súc sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở. Trải qua không biết mấy ngàn năm mới hết, khi đã mang sự đau khổ kia liền từ nơi đó, mạng chúng sanh lại coi người quái làm thân trâu ngựa lừa lá đàn.
thường bị người hành đánh đập và bị đói khát dày vò, lại phải đi đường xa chớ nặng cực nhọc muôn phần, còn như mãi đành làm thân người thì lại bị sanh vào hang hạ, tiện phải làm tôi tớ cho kẻ khác, mãi bị họ sai sử, không khi nào được chút thông và tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lũ Ly Quang Như Lai, thì do cái nhân lành ấy ngày nay nhớ lại, chí tâm quy y ngài, nhờ thần lực của ngài gia để mà thoát khỏi mọi sự khổ não, các căn thông lại trí huệ sáng suốt lại thêm đa văn. Hằng cầu thân quốc thường gặp bạn lành, đời đời dứt hẳn lưới ma đập nát vỏ vô minh, tất cạn sông phiền não mà được giải thoát khỏi nạn sanh lão bệnh tử. Và những nỗi đau khổ lo buồn lại nữa, mang thù thất lợi nếu dũng ổ tình, có tánh đưa sự ngàn trái chia lìa, tranh đấu kiện cáo lẫn nhau làm náo loạn, cho mình và người đem thân khẩu uy, tạo thêm mãi những ác nghiệp xoay qua trở lại, thường làm những việc không nhiều ít để mưu hại lẫn nhau, hoặc cáo triệu những thần ở núi rừng cây mã để hại người, hoặc giết chúng sanh lấy quyết thịt, cùng tới quỷ dược so và quỷ la sát để cậy quỷ hại người, hoặc biên tên họ và làm hình tượng của người cù quán, rồi dùng phép chú thuật tà ác mà trù ẻo cho chết, hoặc theo lối êm đối và dùng những đồ độc, hoặc dùng chú quá phai mà người nêu chúng ô tình bị những tai nạn ấy, mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lũ Ly Quang Như Lai, thì các thứ tà ác kia không hề hại được tất cả những kẻ tâm kia, đều trở lại khởi lòng từ làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không còn ý tổn não và tâm hiềm dần. Hai bên hòa hảo với nhau và đối với vật thọ dụng của ai, thì người ấy tự vui mừng biết đủ, không xâm lấn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa, lại nữa mãn thù thất lời. Nếu trong hàng tư chúng bí so ni ô ba
tất ca ô ba tư ca và những ca thiện nam tính nữ đều có tỏ trì. Tám phần trai giới hoặc trong một năm hoặc mỗi năm ba tháng vâng giữ giới pháp làm nơi y chỉ tu học rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ. Ở thế giới cực lạc Tây Phương đặng nghe chánh pháp, nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì khi mạng chung sẽ có tám vị Đại Bồ Tát Như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát Bảo Đàng Qua Bồ Tát Dược Dương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho thì liền được vạn sanh trong những quả báo đủ màu. Hoặc nếu có kẻ nhân nguyện lực của đức dược sư mà được tháp sanh lên cõi trời và mặc dầu sanh lên cõi trời nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết thì không còn sanh lại. Những đường ác nữa khi tuổi thọ ở cõi trời đã mãn sanh lại trong cõi người thì hoặc làm đến bậc luân vương thông nhiếp cả bốn châu thiên hà. Quay đức tự tại giao quá cho vô lượng trăm ngàn chúng hữu tình theo con đường thập thiện hoặc sanh vào dòng sắc đế lời. Bà La Môn hay cư sĩ đại gia của tiền dư vật khó đụng tràn đầy tướng mạo đoan trang quyến thuộc xâm vầy. Lại được thông minh trí huệ dòng mạnh quay hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa này mang thù thất lợi đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi đã chứng được đạo Bồ Đề. Do sức bổn nguyện mà Ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải các tứ bệnh khổ như da vàng gầy ốm cảm nhiệt thương hàn hoặc chúng phải những thứ êm đối đồ độc. Hoặc bị hoành tử, hoặc bị chết non muốn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong cầu của chúng hữu
hữu tình được mãn nguyện, ngài liền nhập định kêu là định. Diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh khi ngài nhập định, từ trong nhục kê phóng ra luồng ánh sáng lớn. Trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bạt Già Phật Đế Bệ Sát Xa Lu Lô Thích Lu Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Già Đạt Tha Yết Đa Gia A Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia. Đạt Điệt Tha Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xà Tam Một Yết Đế To Ha. Lúc mấy trong luồng ánh sáng diễn chú này rồi, cả đại địa rung động vong ra ánh đại quang minh, làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bệnh khổ, hướng được an vui này mang thù thất lời. Nếu thấy những người nào đang mắc bệnh khổ thì phải tâm gọi cho sạch sẽ, và vì họ nhất tâm tụng chú này. Một trăm lẻ tám biến chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay trong nước không vi trùng, mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong cầu việc gì mà chỉ tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu sau khi mạng chúng được sanh về. Thế giới tình lưu ly không còn thói chuyển rồi, dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề, vậy nên mang thù thất lời. Nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường đức dược sư lưu ly qua Như Lai thì phải thường trì tụng chú này. Đừng lãng quên lại nữa, nếu có những kẻ tình tính nam nữ nào được nghe rồi tụng trì danh hiệu đức dược sư lưu ly quán Như Lai ứng chánh đẳng giác, mỗi sớm mai xúc miệng đánh răng tâm gọi sạch sẽ, xong lại thắp hương rải dầu thơm các món kỳ nhạc để cúng dường hình tượng còn đối với kinh điển này. Thì tự mình hay dạy người khác chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường. Tất cả những vật cần dùng đừng để thiếu thốn, hễ
hết lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đặng đạo quá Bồ Đề Nương. Lúc bấy giờ mãn thù tất lợi đồng tử bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thề qua thời kỳ thượng pháp sẽ dùng đô trước phương tiền khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cả đêm trong giấc ngủ của họ. Con cũng dùng danh hiệu của Đức Phật này thức tình nơi tai cho họ rõ biết bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc đem giảng nói bài to cho người ca, hoặc tự mình hay dạy người biên chép kinh này, hết lòng cung kính tôn trọng dùng những bông thơm dầu thơm các tứ hương đổ tràn qua anh lạc vương lòng cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường, hoặc dùng hàng ngũ sắc làm đai đựng kinh này rồi quét dọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một cái tòa cao mà để lên thì lúc mấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở các cõi trời khác đều đến đó mà cúng dường và thủ hộ bạch Đức Thế Tôn. Nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bốn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoành tử, cũng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh ký, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường. Phật bảo mãn thù thất lời phải phải thiệt đúng như lời ngươi nói này, mạng thù thất lợi. Nếu có những người tình tính thiện nam tính nữ nào muốn cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì trước phải tạo lập hình tượng Ngài đem để trên tòa cao chân dọn sạch sẽ các thứ rồi rải bông đốt các thứ dùng các tứ tràng phan trang nghiêm chỗ thờ ấy trong bảy ngày bảy đêm, phải thọ tám phần trai giới ăn đồ thánh trai tắm gội và y phục chính tề
giữ lòng thanh tịnh không giận dữ không sát ngại đối với tất cả loài hữu tình phải khởi tâm bình đẳng đủ cả tâm từ bi hỷ xa làm cho họ được lợi ích an vui đánh nhà ca hát ngợi khen và do phía hữu đi nhiều quanh tượng Phật lại phải nghĩ nhớ công đức bổn nguyện và đọc tụng kinh này suy nghiệm nghĩa lý mà diễn nói khai thị cho người khác biết làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được tội ý như cầu sống lâu được sống lâu cầu giàu sang được giàu sang cầu quan vị được quan vị cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái lại nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điềm chiếm bao giữ còn khi thức thấy những ác tướng như chim đến đầu nơi vườn nhà hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái gì mà người ấy dùng những của báo cung dường đức dược sư lưu ly quan như lai thì những ác mộng ác tướng và những điều xấu ấy thay điều ăn hết không còn phải lo sợ gì nữa nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đau thuốc độc và các cầm thú dữ gây sự sợ hãi như voi sư tử cọp sói gấu rắn độc bò cạp rít sơn lằn môi mà hết lòng nhớ niệm và cung kính cung dường đức Phật dược sư thì được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy hoặc nếu bị nước khác xâm lăng nhiều hài trộm cướp rối loạn mà nhớ niệm và cung kính đức Phật dược sư thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy lại nữa mạng thù thất lời nếu có thiện nam tính nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ những vị trời nào chỉ một lòng nương theo Phật pháp tăng thọ trì giới cấm hoặc năm giới mười giới Bồ Tát mười giới trọng 48 giới khinh tỳ kheo 250 giới tỳ kheo ni 348 giới nếu có ai quỷ phạm những giới pháp đã thọ sợ đó vào ác thú hễ chuyên niệm và cung kính cũng dường đức Phật dược sư thì quyết định không thọ sanh vào trong ba đường ác
lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc sanh sản phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu lễ bái và hết lòng cung kính cúng dường đức Phật dược sư thì khỏi những sự đau khổ ấy. Mà sanh con ra cũng được vuông tròn tướng mạo đoan trang lợi căn thông minh an ổn ít bệnh hoạn ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khí. Lúc mấy Đức Thích Ca cũng bảo ông Ma Nan rằng theo như ta đã xứng dương những công đức của Phật dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đó là công hành rất sâu xa của chư Phật khó hiểu thấu được. Vậy người có tin chăng? Ông Ma Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đối với kế kinh của Như Lai nói: không bao giờ con sanh tâm nghi hoặc, vì sao? Vì những nghiệp thân khẩu ý của các Đức Như Lai đều thánh tình. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống núi diệu cao, có thể lay động, nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào tính căn không đầy đủ nghe nói đến những công mạnh xấu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chỉ niệm danh hiệu của một đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi ngần ấy, vì sự không tin đó trở sanh lòng quy bán nên nó phải mất nhiều điều lợi ích. Mãi ở trong cảnh đêm dài tâm tối và lại còn bị đỏ lạc trong các đường ác thu lưu chuyển không cùng Phật lại bảo ông Ma Nan những chúng hổ tình ấy. Nếu nghe danh hiệu đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chí tâm thọ trì không sanh lòng nghi hoặc mà đọ vào ác thú thì thật là vô lý vậy. Này A Nan, đó là công hạnh rất sâu nhiệm của chư Phật, có tin có hiểu mà nay ngươi lãnh tỏ được thì biết rằng đó là nhờ quái lực của Như Lai. Vậy này A Nan, tất cả các hàng thính văn độc giác và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu. Đúng như thật, chỉ trừ những bậc nhất
sanh sở hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thân người khó đành, nhưng hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn, huống chi nghe được danh hiệu của Đức Vừa Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát dùng, không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo và không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau hết, chớ những hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của Đức Phật kia không khi nào nói cho hết được. Lúc bây giờ trong chúng hội có một vị Đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy vén y để bài vai bên hồ gối bên mặt quỳ sát đất cuối mình chấp tay bạch Phật rằng: Bạch Đại Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tượng Pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn khốn khổ tật bệnh, luôn luôn thân hình gầy ốm ăn uống không được, môi cổ khô rang mắt thấy đèn tối thương chết hiện ra, cha mẹ bà con bè bạn quen biết dây quanh khóc lóc, thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sư già đến dần thần thức đem lại trước mặt vua Diêm Ma Pháp Vương. Rồi liền khi ấy vị thần cầu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dựng lên vua Diêm Ma. Lúc mấy vua quán hỏi rồi kê tính những tội phước của người kia đã làm mà xử đoán. Nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh này quy y với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thân chúng tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn bái từng treo thần quan tục mạng năm sắc thì hoặc liền trong lúc mấy hoặc trải qua bảy ngày 21 ngày 35 ngày 49 ngày thần thức người kia đưa trở lại như vừa tỉnh giấc. Chim bao tự mình nhớ biết những nghiệp lành nghiệp dữ và sự quả báo đã thọ, bởi chính đã rõ thấy nghiệp bao như vậy nên giàu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng
không dám tạo những nghiệp ác như vậy nữa. Vậy nên những tình tinh thiện nam tinh nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc bấy giờ ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng: này thiện nam tử, nên cung kính cúng dường đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? Còn đèn và khoan tục mạng phải làm cách sao? Cứu thoát Bồ Tát nói: thưa đại đức, nếu có người bệnh nào muốn cõi bệnh cổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì tám phần trai giới trong bảy ngày bảy đêm tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác cúng dường chư tăng ngày đêm sáu thời. Lễ bái cúng dường đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 miếng và thắp 49 ngọn đèn, lại tạo bãi hình tượng đức dược sư. Trước mỗi hình tượng đây bãi ngọn đèn, mỗi ngọn lớn như bánh xe đúc luôn trong 49 ngày đêm, đừng cho tắt. Còn cái thần phán thì làm bằng hàng ngũ sắc, bề dài 49 gan tay và phải phóng sanh 49 thứ loài vật, thì người bệnh ấy qua khỏi ách nạn, không còn bị quánh từ và bị các loài quỷ nhiễu hại lại nữa. A Nan, nếu trong dòng sát đế lại có những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp lúc có nàng, nhân dân bị bệnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn hay bị nạn tinh tu biến ra nhiều thiềm quái dị, nạn nhật thật nguyệt thật mưa gió trái mùa, hay bị nạn quá thời tiết không mưa, thì lúc mấy các vị quốc vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng hữu tình này, ân xá cho tội nhân bị giam cầm. Rồi y theo pháp cúng dường đã nói trước mà cúng dường đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do căn lành này và nhờ sức bổn nguyện của đức dược sư khiến trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió thuận, lúa thóc được mùa, tất cả chúng hữu tình đều vui vẻ không bệnh hoạn,
Không có thần vượt so bảo ác nào hại lễ dân. Tất cả ác tướng ấy đều ăn mất, và các vị quốc dương kia được sống lâu sức mạnh. Không bệnh hoạn mọi việc đều tìm lợi ích này. A nan, nếu các hoàng hậu hoàng phi công chúa thái tử vương tử đại thần phụ tướng thể nữ trong cung ba quan và thứ dân mà bị bệnh khổ cùng những ách nạn khác thì cũng nên tạo lập thần quán năm sắc trong đèn sáng luôn phóng xanh các loài vật trải qua đủ sắc đốt các tứ danh nương để cúng dường đức Phật dược sư thì được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn. Lúc mấy ông ma nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng thiện nam tử tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được. Cứu thoát Bồ Tát nói này đại đức không nghe Như Lai nói có chính thứ hoằng tử hay sao vậy nên ta khuyên người làm phán và đèn tục mạng tu các phước đức và nhờ tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. Ông Ma Nan hỏi chính thứ hoằng tử là những thứ chi. Cứu thoát Bồ Tát trả lời một là nếu có chúng hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc không người săn sóc hay già có gặp thầy lại cho uống làm thuốc nên bệnh không đang chết mà lại chết nhanh lại đang lúc bệnh mà tính theo những thuyết quả phước vũ vơ của bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt trong đời sanh lòng rúng sợ không còn tự chủ đối với sự chân chánh đi bói khoa để tìm hiểu mối quả rồi giết hại loài vật để tâu với thần minh vai vàng cùng vong lượng để cầu xin ban phước mong được sống lâu nhưng rốt cuộc không thể nào được bởi si mê lầm là tin theo tà kiến điên đảo nên bị hoành tử đó vào địa ngục đời đời không ra khỏi hay là bị phép vua Chu Lục ba là xa đắm sự chơi bời săn bắn đam mê tửu sắc buông lung vô đồ bị loài quỷ đoạt mất tinh khi bụng là bị chết thiêu năm là bị chết đắm sao là bị các thú dữ ăn thịt bái là bị xa từ trên núi cao xuống
Tám là bị chết vì thuốc độc, em đói rùa nạp trù éo và bị quỷ tử đi làm hại, chính là bị đói khát không khổ mà chết. Đó là chính tứ hoành tử của Như Lai nói, còn những tứ hoành tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết được lại nữa. A nan của Diêm Ma kia là chủ lành ghi chép sổ bộ tên tôi tội phước trong thế gian, nếu có chúng hữu tình nào ăn ở bậc hiếu ngộ nghịch quỷ nhục ngôi tam bảo phá hoại phép vua tôi quỷ phạm điều cấm giới, thì vua Diêm Ma pháp vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắp đèn làm phan phóng sanh tu phước, khiến cõi được các khổ ách cõi gặp những tai nạn. Lúc bấy giờ trong hàng đại chúng có 12 vị dược xó đại tướng đều ngồi trong hội như cung tỳ la đại tướng. Và chiếc la đại tướng mê suy la đại tướng an đề la đại tướng này là đại tướng sang để là đại tướng nhân đạt là đại tướng ba di là đại tướng ma hồ là đại tướng chân đạt là đại tướng chiêu đồ là đại tướng tỳ yết là đại tướng. 12 vị đại tướng này mỗi vị đều có 7000 dược xó làm quyến thuộc đồng cất tiếng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ quay lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa, chúng con cùng nhau đồng một lòng trọn đời quy y Phật pháp tăng, thầy sẽ gánh vác cho chúng hữu tình làm việc nghe lại đưa đến sự nhiều ích an vui, tùy nơi nào hoặc làng xóm thành nước hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh này lưu bố đến hay có người thọ trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cúng dường ngài, thì chúng con cùng quyến thuộc đồng hộ về người ấy thoát khỏi tất cả các ách nạn, và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai bị bệnh hoạn khổ ách
cầu cho khỏi thì cũng nên đọc tụng kinh này và lấy chỉ ngũ sắc ước danh tự chúng con. Khi đã được như lòng mong cầu thì mới mở rút ra lúc mây Đức Phật Thích Ca khen các vị vừa xó đại tướng rằng hay thay đại dược so tướng các ngươi nghĩ muốn bảo đáp ơn đức của Phật dược sư lưu ly quán nên mới phát nguyện làm những việc lợi ích an vui cho tất cả chúng hữu tình như vậy. Đồng thời ông Ma Nan lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này gọi tên là gì và chúng con phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo: A Nan, pháp môn này gọi là thuyết dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện công đức, cũng gọi là thuyết tập nhĩ thần tướng nhiêu ích hữu tình kiết nguyện thần chú, và cũng gọi là ba trừ nhất thiết nghiệp chướng cứ nên đúng như vậy mà thọ trì. Khi Đức Bạc và Phạm nói lời ấy rồi, các hàng đại Bồ Tát, các đại thánh văn cùng quốc vương đại thần Bà La Môn cư sĩ Thiên Long giả xó càng thắc bàn. A Tô Lạc Nghiết Lô Trà Khân Nại Lạc Ma Hô Lạc và người cùng các loài quý thần, tất cả đại chúng đều hết lòng vui mừng và đồng tin chịu vâng làm. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ôn. Nam mô Bát Già Phật Đế Bệ Sát Xà Lô Lô Thích Lô Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Gia Đát Tha Yết Đa Gia Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đá Điệt Tha Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xà Tam Một Yết Thế To Ha Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sát Xà Lô Lô Thích Lô Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Già Đắc Tha Yết Đa Gia Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đắc Điệt Tha Bệ Sát Thề Bệ Sát Thề Bệ Sát Xà Tam Một Yết Đế To Ha Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sát Xà Lô Lô Thích Lô Ly Bát Lạc Bà Hắc Ra Xà Già Đắc Tha
tam miệu tam bột đà gia đa điệt tháng bể sắc thể bể sắc thể bể xa xa tam một yên thế to giải kiếp giải kiếp giải quan kiếp nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh đôi trước Phật đài cầu xin giải kiếp dược sư Phật dược sư Phật tiêu tai diện thọ dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật giải kiếp giải kiếp giải quan kiếp nghiệp chướng bao đời đều giải ức rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đối trước Phật đài cầu xin giải kiếp dược sư Phật dược sư Phật tiêu tai diên thọ dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật giải kiếp giải quan kiếp nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đối trước Phật đài cầu xin giải kiếp dược sư Phật tiêu tai diên thọ dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật mười hai đại tướng dược soi giúp Phật tuyên dương chỉ ngũ sắc gúc tâm kia tùy nguyện đều được viên thành quán nghiệp dứt sạch phước thọ mãi hương ninh ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiên ngụ quận giai không đồ nhất thiết khổ ách xa lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xa lợi tử thị chư pháp không tưởng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cô không trung vô sắc vô tỏ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thinh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nại chi vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận nại chi vô lào tử diệt vô lào tử tận vô khổ tập diệt đạo vô tri diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tát đó y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài cố vô hộ khủng bố viện ly điên đạo mộng tưởng cố khánh niết bàn tam đế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc nội đà la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại ma
trên chỗ. Thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cổ, thuyết bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chỗ viết yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà, yết đế yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà, yết đế yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà. Nguyện trú kiết tường giả kiết tường, ngài trú giả lục thời hành kiết tường, ngài nhất thiết thời trung kiết tường giả. Nguyện chư thượng sư ai nhiếp thọ, nguyện trú kiết tường giả kiết tường, ngài trú giả lục thời hành kiết tường, à nhất thiết thời trung kiết tường giả. Nguyện chư tam bảo ai nhiếp tò, nguyện trú kiết tường giả kiết tường, à trú giả lục thời hằng kiết tường, à nhất thiết thời trung kiết tường giả. Nguyện chư hộ pháp thường ông hồ, nam mô đồng phương giáo chủ tiêu tai chiên tỏ dừa sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dừa sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dược sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dược sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dược sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dược sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dược sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dược sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dược sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dược sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô dược sư lưu ly quang dương quạt. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nhật Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát. Nam mô Thập Nhị Dược Xoa Đại Thần Tướng. Nam mô Thập Nhị Dược Xoa Đại Thần Tướng. Nam mô Thập Nhị Dược Xoa Đại Thần Tướng. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Tiêu tai kiết tường thần chú năng mồ tám mạng đa mẫu đà năm a bát ra đề hạ
đa xa ta nặng nằm. Đắc tiệt thang khê 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 hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra. Đệ sắc xa, đệ sắc xa, sắc chi rị, sắc chi rị, ta phân tra, ta phân tra, khuyên đệ ca thất rị, dễ ta phà. Nặng mô tâm mạng đa mô đà nằm a bát ra đế hạ đa xa ta nặng nằm đất điệt tha án khê 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 hồng hồng. Nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra để sắc xa để sắc xa sắc chi rì sắc chi rì. Ta phân ra ta phân ra khuyên đệ ca thất rì dễ ta bà nặng mồ tam mãn đa mồ đà nằm a bát ra đệ hạ đa xa ta nặng nằm đa điệt ta an khê 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 hồng hồng. Nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra đề sắc xa đề sắc xa sắc chi rì sắc chi rì ta phân tra ta phân tra khuyên đề ca tất rì về ta phà tiêu tai thần chú chi diệu chi linh phước tính chỗ thọ bảo khương ninh bốn mạng đất hòa bình à là kế kiệm tinh ắt diệu quá kiếp tường. Nam mô tiêu tai vạn kiếp tường Bồ Tát. Nam mô tiêu tai vạn kiếp tường Bồ Tát. Nam mô tiêu tai vạn kiếp tường Bồ Tát. Tụng kinh cầu an công đức thù thắng hành vô biên thắng phước dài hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh tất vạn vô lượng quang Phật sắc nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liều phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ à thế thế thường hành Bồ Tát đào hòa nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cổ phẩm liên hoa vi phụ màu hòa hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bậc thối Bồ Tát quy bàn lời nguyện gì thử công đức phổ cập ư nhất tiết nhà đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo tự quy và cơ đương nguyện chúng sanh thể giai đại đạo Phật vô thượng tâm tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như
kính lại mười phương Phật, kính lại mười phương Pháp, kính lại mười phương Tăng, xin chừng dám lòng con với tất cả tâm thành này dẫn lên lời khấn nguyện cho con mài mài lòng tôn kính vô biên, hơn núi biển mênh mông Phật. Xin cho con mãi mãi lòng thương yêu không cùng, trải thế giới tam mà thiên sanh vô tận, xin cho khắp muôn loài sông yên lành bên nhau, không ganh ghét quán thù, không chiến tranh giết chóc, xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp bao trả vai để hồi đầu hướng thiền, xin kẻ mù được sáng, kẻ điếc lại được nghe, kẻ nghèo được ấm mà nó, kẻ ấm mà đau bình phục, xin cho lời cầm mà thu thoát được nghiệp ngu à si, tay sanh vào cõi người, biết tu à theo Phật Pháp, các phong linh vất vườn trong cõi giới ưu quyền, thoát nghiệp đối triền miên, quy y và siêu thoát, xin cho nên
chúng sanh đang đọa đày khởi được tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ cuối sinh mười phương Phật chư Bồ Tát Thánh Hiền đem chánh pháp thiên liên sáng soi nghìn thế vô sanh về nơi đâu đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập trọng mọi người tự thấy mình này nhỏ thôi việc tu còn kém cỏi cho tay con rộng mà sẽ cúng dường biết giúp đỡ yêu và thương đến những người khốn khó xin cho con bình thản cảnh cuộc đời dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mu hay xin tâm con sung sướng hoặc gây tạo phước lành này như chính con làm được cho con biết im lặng không nói lời chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lời xin vòng dây tham ái rời cõi cuộc đời để cho trái tim mà con ơi biết là yêu thương tất cả cuối lại mười phương Phật
mỏi mệt. Nay con dâng lời nguyện dài thoát quyết tìm về giác ngộ quyết lìa mê đồ sanh đền ơn Phật. Xin cho con giữ vững được chỉ nguyện tu hành, không một phút buồn lơi, không một giờ sao làng. Xin vẹn toàn giới hành với thiền định lắng sâu, với trí tuệ nhiễm màu xóa tan dần chấp ngàn. Xin cho con tình tao không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu vẫn tự tìm chỗ về. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Rồi trong muôn vàng nẻo cửa sanh tử luân hồi, con mãi mãi không thôi độ sanh không ngừng. Cuối lại người phương Phật xin chứng giảm lòng con, lời khấn nguyện sắc son dâng lên ngôi tam cuối đầu làm lễ như lai chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyện. Con xin đem già chỉ thiền thành tâm sám mỗi nghiệp khiến đã làm. Bởi xưa chưa rõ giả phàm mà nên là chỉ kết tạo dây oan cõi trần, gây ra tội lỗi vô ngần luân hồi trả quả lắm phần.
đớn đau. Vào sanh ra từ đã lâu, dân thân lao khổ gắm mà âu khó lường. Xuống lên ba cõi sao đường, ai đền bù với nhân quất thương lòi lầm. Trả vai vai trả trầm luôn, gian nan thông khổ vô ngần vô biên. Cũng vì nghiệp bao khiến, do mình kết tạo triền miên nói đời. Nếu nay chẳng biết quy hồi, ác thời khó tranh qua đời kiếp mà sao. Vậy con thi lễ cúi đầu, chỉ thành sám mỗi nguyện cầu ăn năn. Như xưa có phạm điều răn, gây nên tội lỗi nhố nhân đau lòng, thì nay lòng giả ân cần chuyển lo tu luyện chủ phần tội xưa. Bao nhiêu nghiệp quay sinh trời, bao nhiêu điều thiện sân chưa phụng hành. Ngày đêm giữ già sắc đinh, trao dồi đạo đức sự kinh bền lòng. Nguyện thân ra khỏi bụi hồng, mũi giữa chai lạc nhiệt lòng say sưa. Tinh hồn chuông sớm mỏ trưa, nguyện tâm ra khỏi nắng mưa cõi trần. Xin nhờ tam bảo ai lân, từ bi hỷ xa thi ân giấc. Nay con tình biết mọi điều, thế gian là khổ nghiệp chiêu bởi mình. Từ nay nguyện dứt sự tình, sai xưa ảo ảnh mến hình mong du. Bên lòng giữ chặt điều tu, thề không sai lạc mặc dù gian nan. Chí tâm vững dạ bền gan, nguyện không cảm kích thế gian mộng đời. Nguyện xa bể khổ chơi vơi, nguyện thành Phật đạo đến nơi mãn nguyện. Nguyện cùng các đức dây duyên, nguyện rằng
rằng dứt khỏi oan khiến kéo dài. Lòng không say đắm sự đời, chuyên cần tu niệm chẳng rời một khi. Dứt điều luyến ai mê à si, nói gương bác ai từ bi trao lòng. Xưa tâm như đó liên hồng, mà luôn luôn trong sạch tỏ vòng nhiễm ô. Chỉ thành niệm niệm nam mà mô, nguyện lòng con được tính vô hoàn toàn. Nguyện về nơi cõi lạc ban, nguyện cho ra cõi những đường tử sanh. Cuối nhờ chư Phật chứng minh, bao lời sám hối con xin nguyện cầu. Để rằng khổ lâu đời luân lạc, với sanh là linh vô số điều tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than. Con lạc lòng không nhìn phương hướng, đoàn con dài từ lâu vất vườn. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về nấp bóng từ quan. Lại Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đường ác trượt. Vì tham sân si mạng gây nên, con hôm nay giữ trọn lời nguyện. Xin sám hối để lòng thanh thoát, trí huệ quang minh như nhật nguyệt. Từ bi vô lượng cứu quần sanh, ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi, con nguyện ra khỏi theo gót ngài vượt qua khổ ai. Nương thuyền từ ấy vượt bể ấy hà, nhớ lời ngài bờ giác không xa. Hành tập thiện cho đời tươi sáng, ai bỏ việc
nghiệt ác để đời quán đàn. Đem phúc lành gieo rất phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng dài, con niệm Phật để lòng nhớ mài. Hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí huệ tuyệt vời. Con nhờ Đức Di Đà Lạc Quốc Phật A Di Đà thân kim sắc, tương hào quang minh tự trang nghiêm, năm tu di quyền chuyển bạch hào. Bốn biển lớn trong ngần này mắt biết, trong hào quang quá vô số phần. Vô số Bồ Tát hiện ở trong, 48 nguyện độ chúng mà sanh. Chính phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lệ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vàng sanh. Cuối xin Đức Từ Bi tiếp độ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật.